Con này là con ga đá Nhật, rất là độc nha. Mà nó xài hai loại lửa, lửa thường và lửa lửa tẩu luôn á. Nó xài vừa lửa thường vừa lửa tẩu luôn, rất là độc. Dáng của nó dáng cao nè, đó dáng cao, cầm cái ga rất là chất nha. Bình của nó là bình đồng, cầm cái ga cực chất luôn. Nó cao như vậy nè, nó cao, cao sang quyền quý. Đây bình của nó là bình đồng nha mấy anh, cầm cái ga nó chất nặng tay lắm, chứ không phải ba cái đồ đồ tào lao đâu nha. Đó. Rất là đẹp, mặt nó có hơi trầy chrome tí nè. Đó, mấy anh xài thường thì mấy anh cứ bật vậy thôi. Còn khi nào mà mấy anh muốn khè cho bạn bè coi với lại xài tẩu thì mấy anh bật vậy, xong anh đẩy cái này lấy ra. Đó, nó là được lửa xéo này mấy anh thấy không? Đó, lửa xéo đó. Thấy lửa xéo không? Đó, thấy lửa xéo không? Cho để hút tẩu á. Hút tẩu hoặc là chọt vô cái cây điếu cày á, cũng được nữa ha. Chọt vô cây điếu cày hoặc hút tẩu đều được nè. Đó, ra được thẳng, ok chưa? Lửa tẩu. Lửa thẳng. Lửa tẩu lửa rất là đẹp nha mấy anh. Lửa tẩu hoặc là lửa chọt vô xì gà, chọt vô điếu cày á, đó lửa thẳng rất là độc ha. Lửa xéo. Rất là độc luôn. Chất lắm, mộc của nó nè. Cực chất nha mấy anh, bình của nó là bình đồng ha, ga xưa nha, bình là bình đồng nha. Ga Nhật bình đồng đúc nha mấy anh. Em kén hàng lắm cho nên là chơi hàng của em là nó rất là chất. Tại vì em rất là kén hàng, qua em là em kén hàng lắm, cực kén hàng luôn. Em kén vô cùng luôn, tại vì tâm lý của em thích thì người người chơi mới thích được, cho nên là em rất là kén hàng ha.